vẫn là quan trọng. Những cái bằng chứng từ video của bạn Hùng Lâm. Đúng rồi, mà sau này cuối cùng ví dụ mình không xem được ở đây, mà sau cuối cùng về xem lại sẽ phải ông cãi nhau, đúng không? Đấy, cho nên là mình cứ nói buông ở đây. Còn ai muốn tìm hiểu về tìm hiểu xong. Đấy. Bây giờ ví dụ mình cái like về tìm hiểu xong. Bây giờ mình đưa những bằng chứng thật, những nhân chứng thật ở trong nước lên nói thì bạn Hùng Lân có khi bạn không nghe đâu. Rồi các bạn không nghe. Rồi mình đưa những bằng chứng của truyền hình nhà nước lên, của báo chí trong nước lên thì bạn cũng không chịu. Bạn cứ đưa cái bằng chứng mà cái bằng chứng của trong nước, của bằng chứng của Hùng Lân đưa lên, có nhiều khi tụi ông que trong nước nó đóng nó đưa lên. Nó đóng nó đưa lên nó gửi sang bên đó, các bạn lấy được cái đó. Bây giờ này, tôi nói với anh Chu Phan và tất cả các bạn này. Hùng Lân thì thực tế tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ, thỉnh thoảng tôi xem ở bên cái kênh của Duy Nguyễn thì tôi biết thôi. Nhưng mà theo một số anh em cũng nói với tôi về Hùng Lân. À, Hùng Lân hiện nay coi mở một cái studio, nó như là studio ở nhà, máy móc các thứ rất nhiều và đang làm live. Nhưng hiện nay những cái live của Hùng Lân như thế nào thì chúng tôi biết. Đấy. Một số anh em nói lại tôi chưa vào xem những cái live của Hùng Lân. Đúng rồi. Cái bằng chứng bây giờ, cái bằng chứng mình đưa ra thì nhân chứng có, vật chứng có thì bạn Hùng Lân có khi bạn cũng không chịu. Mà bạn lấy cái bằng chứng của bạn thì cái bằng chứng của bạn nhiều khi là cái dân chu cội nước nó quay lên. Đúng rồi. Nó đóng nó quay lên, nó mang cái chỗ nào nó đóng nó quay lên, nó gửi cho nước ngoài, lấy cái đấy đưa ra thì hoàn toàn nó cũng không đúng. Đấy. Bây giờ tốt hết mình nói chuyện nhau bằng uy tín mà, phải bằng ạ. Đúng rồi. Là bằng nguyên bạn bên Mỹ mình nói chuyện nhau bằng tình người. Mình thu phục đúng nhau rồi. Bằng tình người. Mình phù hợp cho bằng cái đức con người, bằng cái chân thịt của con người trong nước, người trong nước. Mình xóa bỏ hận thù, mình nói chuyện cho bằng con người thì hay hơn là bằng chứng. Cái bằng chứng bây giờ mình lấy bằng chứng của ai để làm xác thực mới là quan trọng. Đó. Bây giờ tôi nói anh ơi, mọi người cứ bảo mình không biết, mình cứ search Google. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn trên Google nhá. Ví dụ một thông tin ra thì nó còn tỷ cái view clip, tỷ cái. Nhưng mà cái con người ta nó thông minh ở cái mình phải chọn cái nào là chính xác. Vì mình chọn những cái gì của quốc tế người ta đưa ra, những cái hãng thông tấn uy tín. Đúng. Chứ bây giờ ví dụ mình chọn của CNN nó khác, nhưng mà mình chọn của RFI, RFI, đúng không? VOA thì đấy là những đài chống cộng nó khác. Bây giờ ví dụ đưa những cái kia thì bảo đây là quốc tế, đây cái chuyện đấy là không chấp nhận được, đúng không? Bây giờ nhưng mà ví dụ về kinh tế chẳng hạn, anh hãy đưa cho tôi số liệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á hoặc Ngân hàng West Bank, đúng không? Thì đấy là những cái tổ chức uy tín mà tất cả thế giới đều công nhận. Chứ còn bây giờ ví dụ như cứ vào Google nó có hàng một tin đưa ra có hàng triệu vấn đề, sau đó ông lấy một cái vấn đề của những cái gọi là kênh phản động các thứ ông ở đây thì vấn đề nó là không bao giờ được. Đấy. Cho rồi. Nên là hoặc là mình nói lấy bằng chứng sống cái này, Bác Hồ rõ ràng mà nó bảo Bác Hồ giả, đúng. Đấy. Cũng có bằng chứng nó là bằng chứng Bác Triệu Hồ giả. Tôi nói ví dụ đi các bạn đối lập cái này, Bác Hồ hiện sống, Bác tiếp bao nhiêu hoàn cảnh, bác đi bao nhiêu nước, Bác vào bao nhiêu nhà tù. Đấy. Trong hồ sơ của bác là mật thám Pháp, mật thám Anh, mật thám thế giới được có hết. Mà làm sao mà Việt Nam làm giá Bác Hồ được? Không, khi mình chỉ cần trả lời chúng nó như thế này. Hiện nay nhá, các tình báo Pháp, tình báo Trung Quốc, tình báo Nga, tình báo Mỹ, tình báo Anh, người ta giỏi bằng vạn. Bạn Ba Que là cái gì? Mà cuối đúng cùng rồi. Bây giờ hiện nay Bác Hồ được tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới, đúng không? Thì là bây giờ ví dụ chỉ có bọn Ba Que nó bảo Bác Hồ giả, còn tất cả các tình báo nước kia đấy rồi. Mình chỉ nói vấn đề cảm nhận là như thế thôi. Đó mình đang nói, mình đang nói cái ý mình nói giống bằng nguyên, tức là Bác Hồ là không ai làm giả được, nó vẫn có Bác Hồ giả, vẫn có bằng chứng đưa ra. Thì làm sao mình tranh luận với họ được. Ví dụ hôm nọ là cái bạn Vu Trông, bạn tranh luận với em Lưu Ly đấy. Bác Hồ bác nói là giả. Mà là cái nhất thứ hai, Việt Nam hiện nay không bán nước cho ai, nó có bán nước cho tàu, làm nô lệ tàu, không làm nô lệ tàu, nó bảo làm nô lệ tàu, thì làm sao mà tranh luận được. Đó, cái thứ nhất là mình lấy bằng chứng này, trên thế giới này không có một cường quốc nào đi mua đất nước khác về làm lãnh thổ nước mình. Đi thuê thì có, đi mua không có, mà trên thế giới này nghèo khổ nhất như các nước châu Phi, nó chưa bán nước ra, nó chưa bán thì vài cây số vuông và lãnh thổ ra, nó chưa bán thì vài chục cái ta, mà Việt Nam nó cứ bảo là bán đất bán biển cho tàu. Thì làm sao mà tranh luận được, những con người như vậy sao mình tranh luận được? Bây giờ hỏi nó bán ở đâu, bán ở chỗ nào? Thì nó bảo, ôi bán ở bây giờ ở ngoài Nha Trang đông lắm, Đà Nẵng đông lắm. Trời ơi, người ta đi du lịch mẹ ngu si đần độn vậy. Thì mới mẹ ngu si mà nó bắt đầu đến chỗ đến cái như vậy. Tức là lịch sử như thế giới trường nước nào bán đất để ăn hả? Trường nước nào là nghèo như Somali rồi đang chết đói, như các nước châu Phi là chết đói đang chưa bán nước. Mà chưa có nước cường quốc nào nó giàu, nó ngu nó cái đồ đi mua cái nước khác vài chục cây số vuông về để mà làm gì?
mà các bạn đối lập với các bạn Việt Nam hòa đối lập, các bạn cũng đã cho đó Việt Nam là bán nước với lại bán cho tàu là nuôi lại cho tàu. Bây giờ cái quan hệ với Trung Quốc là nhìn càng trăm nước quan hệ thì nó không chửi, mà Việt Nam quan hệ nó chửi. Thế rõ ràng là làm sao tranh luận được, làm sao đưa bằng tiếng kia tranh luận được? Không, bây giờ này xin lỗi này, ví dụ như Đạt Trần có nói cái câu có anh ạ, ví dụ như này trường hợp với triều đình Mãn Thanh bán hẳn cái phần đất Hồng Kông và Ma Cao cho Anh và cho cái Bồ Đào Nha trong vòng 100 năm đúng không? Thì vì anh Trung Quốc đã thu hồi về rồi đấy. À, cái dạng cho bán. Thuê đấy, cũ dạng cho thuê đấy, nhưng ngày xưa nó gọi là bán, thực tế là cho thuê, cho thuê 100 năm đó. Còn bán là bán đất, mua đất bán đoạn như kiểu mà Nga hoàng nó bán ở vùng Siberia cho Mỹ đấy, là làm như là bán. Duy nhất của mình Nga hoàng ngày xưa bán ở vùng Siberia, vùng Alaska chứ bà Nguyên, chỉ duy nhất là có Nga hoàng là có bán, đấy là đúng có bán, cái đấy là đúng có bán, có một trường hợp duy nhất đó là có bán. Thì lãnh thổ của nước Nga nó lớn quá, đấy là bằng giá, nó không có cái gì tài nguyên cả, thì nó bán nước Mỹ cái đấy thì có. Còn ngoài ra là gần đa số là cho thuê, chứ ai bán đâu. Thì hỏi bà Nguyên làm sao anh em mình tranh luận được, tranh luận thì đi chỗ cãi nhau rồi, đi chỗ là đánh cùng thằng nào à? Không tranh luận như vậy đâu. Tranh luận đây, tranh luận bằng tâm hồn, bằng lý trí, bằng cái lòng cao thượng con người. Đúng rồi, Nga Hoàng bán cái phần Alaska cho Mỹ, có. Alaska chỉ một trường hợp duy nhất thôi. Vâng. Thứ hai là bây giờ ví dụ như bây giờ là cái người Việt Nam ta thường nói là yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Cái nhìn nhận về đất nước là do các bạn yêu nước và nhìn nhận khác, các bạn không yêu nước, bạn cứ bảo là Việt Nam nghèo khổ thì chúng tôi cũng chịu được. Giờ chúng tôi đưa lên bằng chứng chúng tôi giàu, các bạn bảo là nói phét này, nói láo này, bừng bồ với lại dư luận viên. Ơi nó khổ vậy. Bây giờ nó rất rất khó nói chuyện, nhưng bây giờ thì tôi nhận. Bây giờ như ví dụ như đúng rồi. Mình cứ đưa coi như bằng chứng đấy. Của coi như ngân hàng châu Á, phát triển châu Á, ngân hàng thế giới, đúng không? Hoặc những cái bằng chứng này, của cái này để cho thôi các bạn về, các bạn vào xong rồi các bạn tìm hiểu. Mà chúng nó còn nói phép, mà cái đất nước Việt Nam phát triển thì mình, những người dân Việt Nam, mình cảm nhận được, đúng không? Ngoài cảm nhận ra thì mình lại đưa cái bằng chứng, mà chúng nó còn bảo nó phép đấy. Tất nhiên tôi nói anh, cái âm mưu của chúng nó là chỉ coi như là xóa bỏ cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, không đầu tiên nói xấu và cuối cùng là nó xóa bỏ cái sự cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để chúng nó coi như về đây chúng nó thành lập đa đảng phân quyền gì tam quyền phân lập để chúng nó kiếm tí anh ạ. Đấy thì thôi, nhân đây thì cũng mời các bạn đối lập với bạn A Quy, bạn Hùng Lân, rồi anh Hùng Phạm, rồi bạn Vu Trông ấy, thôi các anh các chị ở bên cứ làm việc cho tốt, đóng thuế là vâng. Tốt, làm thật rộng đi, thì mong các anh các chị cứ một năm về thăm quê hương một lần. Đấy, nếu cần thiết thì anh em mình sẽ nói, anh em mình đưa chỗ nào anh em mình đưa chỗ đó để cho ta biết. Ví dụ là người ta tự đi tốt, không tự đi thì anh em mình có thể là bỏ ra thời gian ra rồi đi cùng với các anh ấy để mình cùng tham khảo tận nơi tận chỗ. Ví dụ vậy thì các không anh ở đây, các bạn ơi, ở cái kênh của mình ấy, thì nói chung là mình cũng không thể chiều lòng tất cả các bạn được. Nhưng đúng rồi, những người nào ví dụ là xúc phạm với Hồ Chủ tịch là mình lốc, còn các bạn lên đây các bạn chửi tôi hoặc chửi bới nhau thoải mái. Ví dụ thì người ta tự, các bạn chửi bới nhiều thì người ta tự, nhân dân ví dụ những người xem ở dưới dân tự nhìn thấy các bạn là cái văn hóa như thế thôi, đúng không? Chứ còn cũng tôi thì nói chung là cái nguyên tắc của diễn đàn tôi từ trước này thì thế, cứ nói về nói xấu Bác Hồ ở trên này là tôi lốc, còn các bạn muốn nói gì nói. Tôi mời uống cà phê, chúng tôi cần thiết cho nào tranh luận gì có gì đó cùng đi với các bạn, tận chỗ mà bạn thích đến thôi, để chứng minh cho bạn đất nước mình nghèo khổ cái nào hay là giàu cái nào thôi, chứ rồi chúng tôi ngồi đây nói thì nói cùng các bạn bỏ đôi phép thôi. Đấy là cái nhất. Cái hai tôi chứng minh cho các bạn xem này, hiện nay giới ca sĩ ngày xưa chống cộng đến cùng bây giờ về 100% hết rồi. Vậy giới ca sĩ 100% giới hài về hết rồi. Đó các bạn, các bạn muốn nói nào nói. Rồi nên chờ anh một tí. Rồi anh mới nói mãi, các bạn bầu dư luận viên thôi, các bạn nói là chúng tôi là cộng sản bưng bô thôi, nhưng mà các bạn có thấy rằng đất nước thì Việt Nam ngày xưa ta đi nước ngoài bằng ngoại giá bằng nguyên ạ, đi bằng máy bay, đi bằng đường bộ, rồi đi bằng tàu cũng có, rồi thuyền thúng cũng có. Còn các bạn còn nói là nước cái đèn cột đèn nó đi thì không đi, mà bây giờ không ai chịu đi nước ngoài. Bà rồi A Quy đã lên diễn đàn của mình, đúng rồi, nhưng mà bây giờ còn xem mà đó, bạn nghe là bây giờ ngày xưa đi nước ngoài bằng ngoại giá ấy, dùng đúng và thủ thuật đi ấy, thậm chí là các bạn đi sang nước ngoài các bạn quay về các bạn nói ở Việt Nam nghèo mức độ cái cột điện nó không đi, nó đi luôn, mà
Mà bây giờ ở Việt Nam đi du lịch các nước trên thế giới, đi du lịch xong họ về, không ai thèm ở nước ngoài. Thậm chí sang Mỹ mua nhà xong rồi cũng về Việt Nam ở lâu lâu sang du lịch chuyến chơi về thôi. Cho con đi sang Mỹ học, cho con các nước Canada, cho đi Hồng Kông học, cho đi sang Singapore học, cuối cùng người ta quay về nước ta sống. Nói người ta đâu đi đâu. Bằng chứng chúng tôi nói bằng cái tâm của mình, chào anh Tư Tân Bình. Đấy, chào anh Tư Tân Bình, chúng tôi nói bằng cái tâm của tôi bằng thật. Tức nhất là văn nghệ sĩ về rồi, cứ hai người Việt Nam rồi không nói chuyện đi Mỹ hoặc đi con nơi rồi tôi ok, nó bình thường để anh xem anh mà vừa nãy mình không để ý comment. Anh để ý được thì mình sẽ lốc. Rồi người Việt Nam giờ tôi cũng đi Mỹ, tôi đi du lịch thôi. Người Việt Nam phải đi du lịch khắp thế giới, đi lao động hợp tác làm ăn khắp thế giới, nhiều ta mang tiền về tôi đầu tư lại đất nước, tôi về quê hương sống lại. Không ai đi các nước cả. Cho nên từ cho nó các bạn thấy là chúng tôi nói bằng cái tâm của tôi bằng thật tâm chứ không phải là nói tầm bậy bạ thôi. Thì lần cuối cùng thì cũng chào các anh các chị trên mạng rồi, chào bà Nguyên rồi, nhất là các bạn đối lập đó, các bạn cứ về quê đi. Cộng sản nó chào bác, các bạn không phải đối thủ. Nói thật với AQ vậy, các bạn không phải đối thủ của cộng sản. Các bạn ở đây chúng tôi cũng đón các bạn đi uống cà phê, cũng đi chơi, các bạn coi các bạn như người thân gia đình vậy thôi. Coi như các bạn là khúc ruột ngàn dặm của dân tộc Việt Nam. Đó. Thì nhưng mà cũng phải nói là cái bọn chống cộng cực đoan đó là khúc ruột thừa chứ không phải là khúc ruột ngàn dặm anh ạ. Không, và những người mà chống cộng cực đoan quá thì mình không nói. Còn như ví dụ như AQ đây và một số các bạn cùng lên đây. Rồi, tôi sẽ mời Ý Đồng lên chờ thì rồi xin